hạnh viện Địa Tạng Vương Bồ Tát con chia sám hối. Nguyện con cùng tất cả chúng sanh nhanh chóng diệt từ vô lượng kiếp đến nay thập ác tứ trọng ngũ nghịch điên đạo hủy bảng tam bạo tội nhất truyền đề tội tánh như vậy vốn là vắng lặng chỉ từ cần nơi tâm hư vọng điên đảo mà hồi đầu tội tánh vốn không có định thật nên có thể trừ diệt được. Nguyện tất cả chúng sanh nhanh chóng đạt bổn tâm vĩnh viễn diệt trừ tội căn sám hối trong quỳ lễ mạng tam bảo. Phát nguyện thịnh nguyện đệ tử con Nguyễn Thị Hằng Chí Tâm, pháp danh là Diệu Hằng Chí Tâm, khuyến thỉnh nguyện cho tất cả Bồ Tát trong thập phương nếu chưa thành bậc chánh giác nguyện nhanh chóng thành bậc chánh giác, nếu đã thành bậc chánh giác nguyện trừ tụ thể chuyển bánh pháp luân không nhập niết bàn, khuyến thỉnh xong quy mạng lễ tam bảo. Phát nguyện tùy hỷ đệ tử con tên Nguyễn Thị Hằng pháp danh là Diệu Hằng Chí Tâm tùy hỷ nguyện con cùng tất cả chúng sanh rốt ráo vĩnh viễn xả bỏ tâm đố kỵ ở trong ba đường đời tất cả quả nước có sự tu học tất cả công đức cho đến những sự thành tựu hết thảy con đều tùy hỷ xong quy mạng lễ tam bảo. Phát nguyện hồi hướng dạ con xin đọc thần chú chỉnh sửa lỗi phát âm ạ. Thần chú thuyết ân hulu hulu sơ đây mu che so ba hạ ân hulu hulu sơ đây mu che so ba hạ ân hulu hulu sơ đây mu che so ba hạ ân hulu hulu sơ đây mu che so ba hạ ân hulu hulu sơ đây mu che so ba hạ ân hulu hulu sơ đây mu che so ba hạ ân hulu hulu sơ đây mu che so ba hạ ân hulu hulu sơ đây mu che so ba hạ. Dạ con xin đọc thần chú tăng trưởng công đức hồi hướng ạ, lên nhiều lần ạ. Thần chú thuyết ân su ba la di ma la xua chia lá mơ hớ xua chia lá hồng ân su ba la di ma la xua chia lá mơ hớ xua chia lá hồng ân su ba la di ma la xua chia lá mơ hớ xua chia lá hồng ân su ba la di ma la xua chia lá mơ hớ xua chia lá hồng ấn xua ba lá xua ma lá xua ba lá đìa ma lá xua chia lá mơ hớ xua chia lá hồng ấn xua ba lá đìa ma lá xua chia lá mơ hớ xua chia lá hồng. Con xin phát nguyện và hồi hướng ạ. Đệ tử con tên Nguyễn Thị Hằng Chí Tâm hồi hướng ạ. Nguyện đem tất cả công đức mà con tu học được là làm lợi ích cho tất cả chúng sanh cùng hướng đến Phật trí đến thành Niết Bàn. Hồi hướng xong quy mệnh lễ tam bảo. Phát nguyện thêm và đoạn tọa tịnh thất chưng niệm danh hiệu ạ. Đệ tử con tên Nguyễn Thị Hằng Chí Tâm pháp danh Diệu Hằng Chí Tâm phát nguyện thập phương tam bảo địa tạng từ tôn thương xót hộ trì cứu bạt trùng tế khiến cho quốc độ này tiêu trừ thiên tai động loạn chánh pháp lưu thông hết thảy đều sanh tịnh tín không gặp các chướng ngại vĩnh viễn đoạn trừ ma đạo và tà tri tà kiến con cùng chúng sanh nhanh chóng diệt trừ tội trọng tội hiện đời xa lìa bi khổ não cuộc sống sung túc tam tụ giới căn rốt ráo thanh tịnh hai loại quán đạo ứng niệm hiện tiền tam muội trì tổng trì thần thông phương tiện nhất lục độ không gì mà chẳng viên viên thành liễu ngự tự tâm nhất thật cảnh giới xả thân khỏi thế giới này sanh ở trước Phật diện phụng Di Đà thân cật chư Phật nhờ ơn đích thân chư Phật thọ kỳ trở lại trần lao phổ độ quần mê đồng quy bí tạng phát nguyện xong quy mạng lễ tam bảo. Tam tự quy y Phật đương nguyện chúng sanh thể dạy đại đạo phát vô thượng tâm. Tự quy pháp đương nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng trí huệ như hải. Tự quy tăng đương nguyện chúng sanh thống lý đại
thống lĩnh đại chúng nhất thiết vô ngại, hòa lam thánh chúng. Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo, con xin kết thúc thời khóa lễ đại chiêm sát ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Tu hành sám hối. Đệ tử con tên Nguyễn Thị Hằng, pháp danh là Diệu Hằng, nhất tâm ngưỡng cáo Địa Tạng Từ Tôn, thập phương Tam Bảo. Đệ tử quá khứ từng phạm sát sanh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, uống rượu, nói lỗi tứ chúng, khen mình che người, keo kiệt, ganh ghét, hận dờn, tà kiến, hủy báng, tam bạo, các loại tội ác. Nay con chí tâm sám hối, thành khẩn quay đầu, mong được diệt trừ tội lỗi. Con cùng chúng sanh từ vô thủy thường bị tội nặng của tam nghiệp lục căn làm chướng ngại, nên con thấy chư Phật không biết sự nên con không thấy chư Phật không biết sự quan trọng của việc xuất ly thanh tử, chỉ thuận sinh tử, không biết giáo lý vi diệu. Nay con dù biết, nhưng vì con cùng chúng sanh đều bị tất cả tội nặng làm chướng ngại, nay đối đức Bồ Tát Địa Tạng thập phương chư Phật rộng vì chúng sanh mà quy mạng sám hối, duy nguyện gia hộ khiến cho tội chướng được của con được tiêu diệt. Kính thưa Bồ Tát Địa Tạng, kính thưa thập phương chư Phật, rộng vì chúng sinh mà quy mạng sám hối. Con là Nguyễn Thị Hằng, pháp danh là Diệu Hằng, ở khu dân cư huyện Tùng Hiến thành Kinh Môn Hải Dương. Con đã phạm tội sát sinh, giết rất là nhiều con vật ạ. Thì con từ hôm nay con biết được Phật pháp, con biết được luân quả, may nhờ con biết được Phật pháp nên con quy đầu đe đầu xin sám hối ạ. Mà con hứa không tái phạm ạ. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh ạ. Con duy nguyện gia hộ khiến tội chướng con được tiêu diệt, và con nguyện từ nay trở đi luôn làm phước thiện để bù đắp ạ, phóng sinh tu phúc ạ. Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, duy nguyện gia hộ khiến cho tội chướng của con được tiêu diệt. Rộng vì tất cả chúng sinh khắp pháp giới đều nguyện đoạn trừ ba chướng quy mạng sám hối. Con và chúng sinh từ vô thủy đến nay do tham tham ái kiến chấp, trong thì suy nghĩ ngã nhân, ngoài lại thêm bạn xấu, không tùy hỷ người khác dùng chút thiện nhỏ, khắp nơi tam tam nghiệp rộng tạo nhiều tội lỗi. Việc tuy không rộng nhưng ác tâm lan tràn, ngày đêm tương tục không hề gián đoạn, che giấu lỗi làm không muốn chết biết người biết, không sợ quả báo trong ác đạo, chẳng có chút hổ thẹn, không đoái hoài nhân quả. Cho nên ngày hôm nay tin sâu nhân quả, sanh trọng hổ thẹn, sanh tâm nhiếp sợ ác đạo, phát lộ sám hối, đoạn tâm tương tục phát tâm bồ đề, đoạn ác tu thiện, hết lòng sách tấn tam nghiệp, sửa đổi tội nặng trước đây, tùy hỷ phàm thánh dùng chút thiện nhỏ, niệm thập phương Phật có đại phước huệ, đầu từ trong hai biển khổ sanh tử, đến được từ bến bờ của tam đức. Từ vô thủy đến nay không biết các pháp bổn tánh không tịch, nên rộng tạo nhiều tội ác, nay biết không tịch không vì cầu bồ đề, vì chúng sanh mà rộng tu các điều thiện, đoạn khắp các điều ác. Duy nguyện tất cả Tam Bảo Địa Tạng Bồ Tát từ bi nhất thọ nghe con sám hối. Con xin sám hối tội con giết sinh vật, giết vật làm ăn thịt, giết gà, giết lợn, giết rắn, giết cá, giết ếch. Con đệ tử con Nguyễn Thị Hằng, pháp danh là Diệu Hằng, con xin chí thâm tâm sám hối. Con cùng chúng sanh tự tánh thanh tịnh, nhất tâm nhất chân thật cảnh giới, đồng thể chư Phật, nhưng do vô minh si ám huân tập nhân duyên nên hiện cảnh giới hư vọng, kiến sanh tâm sanh niệm chấp trước, suy tính cái ta cái của ta, quen cái
quen các ác ác pháp tam nghiệp lục căn rộng tạo các tội thập ác ngũ nghịch trọng nạn khinh già chướng tuệ chướng định chướng chư phẩm khiến chìm đắm trong biển khổ lâu dài mãi không có ngày ra. Giả sử muốn tu hành nhưng quả nghi nhiều chướng hoặc bị ngoại ma quấy nhiễu hoặc là gặp tà kiến không đủ trợ duyên tịnh tín không thành, nay gặp Địa Tạng Bồ Tát khéo nói lời an ủi mở đám mây đen mê hoặc trong con bột rửa âu lo tẩy sạch tâm con cầu xin thương xót ăn năn lỗi lầm duy nguyện thập phương chư đại từ tôn chứng chi hộ niệm nay con sám hối không tạo lại nữa. Nhất tâm kính lễ Tây phương nhất thiết chư Phật sở hữu sắc thân xá lợi hiện tượng phù đồ mười pháp nhất thiết Phật sự. Nhất tâm kính lễ Tây phương mắc nhất thiết chư Phật sở hữu sắc thân xá lợi hiện tượng phù đồ mười pháp nhất thiết Phật sự. Nhất tâm đảnh lễ Bắc phương nhất thiết chư Phật sở hữu sắc thân xá lợi hình tượng phù đồ miếu tháp nhất thiết Phật sự. Nhất tâm đảnh lễ Nam mô phương Bắc nhất thiết chư Phật sở hữu sắc thân xá lợi hình tượng phù đồ miếu tháp nhất thiết Phật sự. Nhất tâm đảnh lễ Hạ phương nhất thiết chư Phật sở hữu sắc thân xá lợi hình tượng phù đồ miếu tháp nhất thiết Phật sự. Nhất tâm đảnh lễ Thượng phương nhất thiết chư Phật sở hữu sắc thân xá lợi hình tượng phù đồ miếu tháp nhất thiết Phật sự. Nhất tâm kính lễ thập phương tam thế nhất thiết chư Phật. Nhất tâm đảnh lễ thập phương nhất thiết pháp tạng. Nhất tâm đảnh lễ thập phương nhất thiết pháp tạng. Nhất tâm đảnh lễ thập phương nhất thiết pháp tạng. Nhất tâm đảnh lễ chiêm sát thiện ác nghiệp báo kinh vi diệu pháp tạng. Nhất tâm đảnh lễ thập phương nhất thiết hiền thánh. Nhất tâm đảnh lễ thập phương nhất thiết hiền thánh. Nhất tâm đảnh lễ thập phương nhất thiết hiền thánh. Nhất tâm đảnh lễ kiên tịnh tín Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm đảnh lễ kiên tịnh tín Bồ Tát Ma Ha Nhất tâm đảnh lễ kiên tịnh tín Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm đảnh lễ biến kiết Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm đảnh lễ Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm đảnh lễ Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm đảnh lễ Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
dâng kính lễ Thế Tịnh Quang Phật. Nhất tâm kính lễ Long chúng thượng tôn vương Phật. Nhất tâm kính lễ Nhật Nguyệt Quang Phật. Nhất tâm kính lễ Huệ Tràng Thắng Vương Phật. Nhất tâm kính lễ Thư Tử Hống Tự Tại Vương Phật. Nhất tâm kính lễ Diệu Âm Thắng Phật. Nhất tâm kính lễ Thường Quang Tràng Phật. Nhất tâm kính lễ Quan Thế Đăng Phật. Nhất tâm kính lễ Huệ Oai Đăng Vương Phật. Nhất tâm kính lễ Pháp Thắng Vương Phật. Nhất tâm kính lễ Tu Di Quang Phật. Nhất tâm kính lễ Tu Ma Na Hoa Quang Phật. Nhất tâm kính lễ Ưu Đàm Bát La Ma Hoa Thủ Thắng Vương Phật. Nhất tâm kính lễ Đại Huệ Lực Vương Phật. Nhất tâm kính lễ A Xúc Tỳ Hoan Hỷ Quang Phật. Nhất tâm kính lễ Vô Lượng Âm Thanh Vương Phật. Nhất tâm kính lễ Tài Quang Phật. Nhất tâm kính lễ Kim Hoài Quang Phật. Nhất tâm đảnh lễ Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Phật. Nhất tâm kính lễ Đại Thông Quang Phật. Nhất tâm kính lễ Nhất Thiết Pháp Tràng Mãn Vương Phật. Nhất tâm kính lễ Đông Phương Nhất Thiết Chư Phật Sở Hữu Sắc Thân Sở Lợi Hình Tượng Phù Đồ Ngữ Pháp Nhất Thiết Phật Sự. Nhất tâm kính lễ Đông Phương Nhất Thiết Phật Chư Phật Sở Hữu Sắc Thân Sở Lợi Hình Tượng Phù Đồ Ngữ Pháp Nhất Thiết Phật Sự. Nhất tâm kính lễ Nam Phương Nhất Thiết Chư Phật Sở Hữu Sắc Thân Xá Lợi Hình Tượng Phù Đồ Miễu Pháp Nhất Thiết Phật Sự. Nhất tâm kính lễ Nam Mô Tây Phương Nhất Thiết Chư Phật Sở Hữu Sắc Thân Xá Lợi Hình Tượng Phù Đồ Miễu Pháp Nhất Thiết Phật Sự.
Nhất tâm kính lễ Mani Tràng Phật. Nhất tâm kính lễ Hoan Hỷ Tạng Mani Bảo Tích Phật. Nhất tâm kính lễ Thiết Thế Gian Nhạc Kiến Thượng Đại Tinh Tấn Phật. Nhất tâm kính lễ Mani Tràng Đăng Quang Phật. Nhất tâm kính lễ Huệ Cự Chiếu Phật. Nhất tâm kính lễ Hải Đức Quang Minh Phật. Nhất tâm kính lễ Kim Cang Lao Cường Phổ Tán Kim Quang Phật. Nhất tâm kính lễ Đại Cường Tinh Tấn Dũng Mạnh Phật. Nhất tâm kính lễ Đại Bi Quang Phật. Nhất tâm kính lễ Từ Lục Vương Phật. Nhất tâm kính lễ Từ Tạng Phật. Nhất tâm kính lễ Chiêm Đàn Khốt Trang Nghiêm Thắng Phật. Nhất tâm kính lễ Hiền Thiện Thủ Phật. Nhất tâm kính lễ Thiện Ý Phật. Nhất tâm kính lễ Quản Trang Nghiêm Vương Phật. Nhất tâm kính lễ Kim Hoa Quang Phật. Nhất tâm kính lễ Cái Chiếu Không Tự Tại Lực Vương Phật. Nhất tâm kính lễ Hư Không Bảo Hoa Quang Phật. Nhất tâm kính lễ Lưu Ly Quang. Nhất tâm kính lễ Lưu Ly Trang Nghiêm Vương Phật. Nhất tâm kính lễ Phổ Hiện Sắc Thân Quang Phật. Nhất tâm kính lễ Bất Động Trí Quang Phật. Nhất tâm kính lễ hàng phục chúng ma vương Phật. Nhất tâm kính lễ Tài Quang Minh Phật. Nhất tâm kính lễ Trí Huệ Thắng Phật. Nhất tâm kính lễ Di Lặc Tiên Quang Phật. Nhất tâm kính lễ Thiện Tích Âm Diệu Tôn Trí Vương Phật.
nhất tam kinh lễ thiện tịch nguyệt âm diệu tôn trí vương phật. Kiên tịnh tín Bồ Tát, biến kiết Bồ Tát cùng quán thế âm Bồ Tát, thập phương tất cả hiền thánh không xả. Đại từ lâm, lai lâm pháp tọa, thương xót ủng hộ chứng minh hành pháp của con. Kiên tịnh tín Bồ Tát, biến kiết Bồ Tát cùng quán thế âm Bồ Tát, thập phương tất cả hiền thánh không xả. Đại từ lai lâm pháp tọa, thương xót ủng hộ chứng minh hành pháp của con. Kiên tịnh tín Bồ Tát, biến kiết Bồ Tát cùng quán thế âm Bồ Tát, thập phương tất cả hiền thánh không xả. Đại từ lai lâm pháp tọa, thương xót ủng hộ chứng minh hành pháp của con. Địa tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, bậc cứu thế chân thật, bậc dẫn dắt đại trí tuệ, bậc khéo nói lời an ủi, bậc nhanh chóng diệt trừ các chướng tăng trưởng tịnh tín, đại từ đại bi không trải bốn bổn thể phóng quang. Phóng đại quang minh viên mãn sở nguyện của con. Địa tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, bậc cứu thế chân thật, bậc dẫn dắt đại trí tuệ, bậc khéo nói lời an ủi, bậc nhanh chóng diệt trừ các chướng tăng trưởng tịnh tín, đại từ đại bi không trái bổn thể, phóng quang đại minh viên mãn sở nguyện của con. Địa tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, bậc cứu thế chân thật, bậc dẫn dắt đại trí tuệ, bậc khéo nói lời an ủi, bậc nhanh chóng diệt trừ các chướng tăng trưởng tịnh tín, đại từ đại bi không trái bổn thể, phóng đại quang minh viên mãn sở nguyện của con. Hộ pháp Thiên Long Giả Lam Chân Tệ, tùy con thỉnh đến chữ vững đạo tràng, ngăn cách ma chướng thì hiện kết tường, khiến sở tu của con tự tại thành tựu. Hộ pháp Thiên Long Giả Lam Chân Tệ, tùy con thỉnh đến chữ vững đạo tràng, ngăn cách ma chướng thì hiện kết tường, khiến sở tu của con tự tại thành tựu. Hộ pháp Thiên Long Giả Lam Chân Tệ, tùy con thỉnh đến chư vững đạo tràng, ngăn các ma chướng hiện hiện kết tường sở, khiến sở tu của con tự tại thành tựu. Lễ tán Tam Bảo, con nghe trong biển chánh biến tri đức chân thật vô biên, độ thoát khắp hữu tình, tâm hoan hỷ kính lễ từng vô lượng phúc nay. Nay được lễ tôn túc nguyện vô lượng kiếp thường tu đa cúng dường. Nhất tâm kính lễ quá khứ tỳ bà thi Phật. Nhất tâm kính lễ thi khí Phật. Nhất tâm kính lễ tỳ xã phù Phật. Nhất tâm kính lễ câu lưu tôn Phật. Nhất tâm kính lễ câu na hàm mâu ni Phật. Nhất tâm kính lễ ca diếp Phật. Nhất tâm kính lễ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhất tâm kính lễ Phổ Quang Phật. Nhất tâm kính lễ Phổ Minh Phật. Nhất tâm kính lễ Phổ Tịnh Phật.
Nhất tâm kính lễ Đa Ma La Bạt Thiên Đàn Hương Phật. Nhất tâm kính lễ Thiên Đàng Quan Phật. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Chiêm Sát Thiện Ác Nghiệt Báo Kinh Vi Diệu Pháp Tạng. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Chiêm Sát Thiện Báo Ác Nghiệp Báo Kinh Vi Diệu Pháp Tạng. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Chiêm Sát Thiện Báo Nghiệp Ác Kinh Vi Diệu Pháp Tạng. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Thập Phương Nhất Thiết Pháp Tạng. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Thập Phương Nhất Thiết Pháp Tạng. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Thập Phương Nhất Thiết Pháp Tạng. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Thập Phương Nhất Thiết Hiền Thánh. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Thập Phương Nhất Thiết Hiền Thánh. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Thập Phương Nhất Thiết Hiền Thánh. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Kiên Tịnh Tín Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Kiên Tịnh Tín Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Kiên Tịnh Tín Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Biến Kết Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Biến Kết Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Biến Kết Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm phụng thỉnh Phạm Thích Tứ Vương Thiên Long Bát Bộ Tăng Già Lam Nội Hộ Pháp Chánh Giả Chánh Hộ Pháp Chánh Pháp Giả Nhất Thiết Thánh Chúng. Nhất tâm phụng thỉnh Phạm Thích Tứ Vương Thiên Long Bát Bộ Tăng Già Lam Nội Hộ Pháp Chánh Giả Nhất Thiết Thánh Chúng. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Nhất tâm phụng thỉnh Phạm Thích Tứ Vương Thiên Long Bát Bộ Tăng Già Lam Nội Hộ Pháp Hệ hộ pháp giả nhất thiết thánh chúng. Duy nguyện Đức Thích Ca Từ Phụ Thất Phật Thế Tôn Ngũ Thập Tam Phật tất cả các bậc giác ngộ tha tâm đạo mãn đạo nhãn thấy nghe vô ngại thần thông tự tại quang lâm đạo tràng nhiếp thủ chúng con khiến thành tịch tín. Duy nguyện Đức Thích Ca Từ Phụ Thất Phật Thế Tôn Ngũ Thập Tam Phật tất cả các bậc giác ngộ tha tâm đạo nhãn thấy nghe vô ngại thần thông tự tại quang lâm đạo tràng nhiếp thủ chúng con khiến thành tịnh tín. Duy nguyện thích Đức Thích Ca Từ Phụ Thất Phật Thế Tôn Ngũ Thập Tam Phật tất cả các bậc bậc giác ngộ tha tâm đạo nhãn thấy nghe vô ngại thần thông tự tại quang lâm đạo tràng nhiếp thủ chúng con khiến thành tịch tín. Chiêm sát nghiệp
Chuyên sát thiện ác nghiệp báo tôn kinh thập phương tất cả pháp tạng thanh tịnh cùng chân pháp tánh phung mãn hư không hiện hiện đạo tràng nhận con cúng dường. Chuyên sát nghiệp thiện ác nghiệp báo tôn kinh thập phương tất cả pháp tạng thanh tịnh cùng chân pháp tánh phung mãn hư không hiện hiện đạo tràng nhận con cúng dường. Chiêm sát nghiệp báo tôn kinh thập phương tất cả pháp tạng thanh tịnh cùng chân pháp tánh sung mãn hư không hiện hiện đạo tràng nhận con cúng dường. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Cúng nước. Dâng hương. Đảnh lễ Tathāgata Phật. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Con kính thưa Bồ Tát, con xin hôm nay con thực hiện lễ lạy chiêm sát nghiệp thiện báo nghiệp ác, lễ lạy con xưng tội sát sinh, con xin sám hối tội sát sinh ạ. Nhất tâm cung kính, nhất tâm kính lễ thập phương thường trụ Tam Bảo. Nhất tâm cung kính, nhất tâm kính lễ thập phương thường trụ Tam Bảo. Nghiêm trì hương hoa cúng dường như pháp, nguyện khói hương thơm này biến mãn khắp thập phương cúng dường tất cả Phật tôn pháp chư hiền thánh vô biên trong cõi Phật thọ dụng làm vật sự. Tất cả Phật pháp tăng thể thường biến mãn không đâu chẳng có. Nguyện xin lấy hương hoa này cùng pháp giới, pháp tánh xông khắp tất cả cõi đức chư Phật để làm Phật sự. Tất cả dụng cụ cúng dường ở thập phương không lúc nào mà chẳng có. Nay con xem chi đem tất cả các thứ hương hoa, anh lạc, tràng phan, bảo cái, các trang sức quý báu, vi diệu, các thứ âm nhạc, ánh sáng, đèn nến, ẩm thực, y phục, ngọc cụ, thuốc men, cho đến tận hết tất cả các thứ dụng cụ cúng dường trang nghiêm thập phương có, hình dung nhớ tượng trọng cùng chúng sinh phụng hiến cúng dường trong tất cả thế giới có người tu cúng dường. Nay con tùy hỷ, nếu người chưa tu cúng dường nguyện được khai đạo khiến họ tu cúng dường, là nguyện thân con nhanh chóng có thể biến đến khắp tất cả cõi nước ở mọi nơi có Phật pháp tăng đều lấy tất cả các thứ dụng cụ cúng dường nghiêm trang cùng tất cả các chúng sanh giữ gìn phụng hiến cúng dường cho tất cả pháp thân sắc thân xá lợi hình tượng phù đồ miếu pháp tất cả các Phật sự của chư Phật cúng dường tất cả pháp tạng và nơi thuyết pháp cúng dường tất cả hiền thánh tăng chúng. Nguyện cùng tất cả chúng sanh tu hành cúng dường như thế rồi dần dần được thành tựu lục ba la mật tứ vô lượng tâm hiểu sâu tất cả pháp vốn dĩ tĩnh tịch không sanh không diệt một vị bình đẳng liền niệm thanh tịnh rốt ráo viên mãn cúng dường xong tất cả cung kính. Khởi thỉnh Tam Bảo chư thiên, Tam Bảo tuy không đâu chẳng có, chúng sanh mê hoặc lâu đời bội giác theo trần ngăn trở niệm từ bi, nay hoặc lâu đời bỏ giác theo trần ngăn trở niệm từ bi, nay đã phá mê quy ngộ phải nên nhớ niệm Tam Bảo đầy khắp hư không tùy vật hiện hình như trăng trong nước. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Tỳ Bà Thi Đẳng quá khứ thất Phật. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Tỳ Bà Thi Đẳng quá khứ thất Phật. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Tỳ Bà Thi Đẳng quá khứ thất Phật. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Phổ Quang Phật Đẳng ngũ thập tam Phật. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Phổ Quang Phật Đẳng ngũ thập tam Phật. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Phổ Quang Phật Đẳng ngũ thập tam Phật. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Nhất Thiết Chư Phật sở hữu sắc thân xá lợi hình tượng phù đồ miếu tháp Nhất Thiết Chư Phật. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Nhất Thiết Chư Phật sở hữu sắc thân xá lợi hình tượng phù đồ biện pháp nhất thiết Phật sự. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Nhất Thiết Chư Phật sở hữu sắc thân xá lợi hình tượng phù đồ miếu tháp nhất thiết Phật sự. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Thập Phương Tất Thể Tam Thế Nhất Thiết Chư Phật. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Thập Phương Tam Thế Nhất Thiết Chư Phật. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Thập Phương Tam Thế Nhất Thiết Chư Phật. Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Con xin thực hiện nghi lễ lạy sám hối chiêm sát sám nghi cúng nước dâng hương đảnh lễ Phật. Nhất thiết cung kính, nhất tâm kính lễ thập phương thường trụ tam bảo. Nhất thiết cung kính, nhất tâm kính lễ Nam Mô thập phương thường trụ tam bảo. Nhất thiết cung kính, nhất thiết cung kính, nhất thiết kính lễ Nam Mô thập phương thường trụ tam bảo. Nghiêm trì hương hoa cúng dường như pháp nguyện khói hương thơm này biến mãn khắp thập phương cúng dường tất cả Phật tôn pháp chư hiền thánh vô biên trong cõi Phật thọ dụng làm Phật sự tất cả pháp tăng bảo thường thể thường biến mãn không đâu chẳng có nguyện xin lấy hương hoa này cùng với pháp tánh thêm khắp tất cả cõi nước chư Phật để làm Phật sự tất cả dụng cụ cúng dường ở thập phương không lúc nào mà chẳng có. Nay con xin đem tất cả các thứ hương hoa anh lạc tràng phan bảo cái các trang sức quý báu phi diệu các thứ âm nhạc ánh sáng đèn nến ẩm thực y phục ngọa cụ thuốc men cho đến tận hết tất cả các thứ dụng cụ cúng dường trang nghiêm thập phương có hình dung nhớ tưởng rộng cùng chúng sanh phụng hiến cúng dường trong tất cả thế giới có người tu cúng dường nay con tùy hỷ nếu người chưa tu cúng dường nguyện được khai đạo khiến họ tu cúng dường lại nguyện thân con nhanh chóng có thể biến đến khắp tất cả cõi nước ở mỗi nơi có Phật Pháp Tăng đều lấy tất cả các thứ dụng cụ cúng dường trang nghiêm cùng tất cả chúng sinh giữ gìn phụng hiến cúng dường cho tất cả pháp thân sắc thân xá lợi hình tượng phù đồ miếu tháp tất cả các Phật sự của chư Phật cúng dường tất cả pháp tạng và nơi thuyết pháp cúng dường tất cả hiền thánh tăng chúng nguyện cùng tất cả chúng sanh tu hành cúng dường như thế rồi dần dần được thành tựu lục ba la mật tứ vô lượng tâm hiểu sâu tất cả pháp bốn dĩ tính tịch không sanh không diệt một vị bình đẳng liền niệm thanh tịnh rốt ráo viên mãn cúng dường xong tất thảy cung kính khởi thỉnh tam bảo chư thiên tam bảo tuy không đâu
chẳng có những chúng sanh mê hoặc lâu đời bỏ giác theo trần ngăn trở niệm từ bi nay đã khai phá quy ngộ, phải nên nhớ niệm Tam Bảo đầy khắp hư không, tuy vật hiện hình nhưng như trong trong nước. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Tỳ Bà Thi Đẳng Quá Khứ Thất Phật. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Tỳ Bà Thi Đẳng Quá Khứ Thất Phật. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Tỳ Bà Thi Đẳng Quá Khứ Thất Phật. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Phổ Quang Đẳng Ngũ Thập. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Phổ Quang Đẳng Ngũ Thập Tam Dược Như Thị. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Phổ Quang Đẳng Ngũ Thập Tam Phật. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Phổ Quang Đẳng Ngũ Thập Tam Phật. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Nhất Thiết Chư Phật Sở Hữu Sắc Thân Xá Lợi Hình Tượng Phù Đồ Ngự Pháp Nhất Thiết Phật Sự. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Nhất Thiết Chư Phật Sở Hữu Sắc Thân Xá Lợi Hình Tượng Phù Đồ Ngự Pháp Nhất Thiết Phật Sự. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Nhất Thiết Chư Phật Sở Hữu Sắc Thân Xá Lợi Hình Tượng Phù Đồ Ngự Pháp Nhất Thiết Phật Sự. Ha ha ha, Bổn Sắc Mâu Ni Phật ha ha.